À, biết là video gì đúng không? Đó chính là video về hướng dẫn chơi cận chiến bằng diều đúng không ấy? Thì với rất nhiều bạn mà mình tại sao lại không hướng dẫn chơi diều? Hôm nay mình quyết định vào đây hướng dẫn chơi diều bằng kinh nghiệm 20 năm chấm dứt của mình, ok? Thì hôm nay mà mọi người làm clip này bạn ra, nếu mà ủng hộ các bạn đừng quên comment phía dưới cũng như là like, share để động viên nhé, ok? Thì có 3 yếu tố để bạn có thể chơi diều hay. Đó là những yếu tố gì? Chúng ta sẽ cùng đến với ngay đâu. Yếu tố đầu tiên của việc chút đang nói yếu tố thì nó chẳng áo đã chết rồi. Giết thằng này trước khi nói. Giết trước khi nói. Giết trước khi nói. Thì yếu tố đầu tiên thì bạn cần phải có một cái nick và một cái diều, đúng không? Đó là cái chuyện tất yếu, là cần thiết bạn có, bạn có thể chơi được, ok? Và điều thứ hai để có thể chơi diều hay, đó chính là bạn cần duy trì một cái tâm trạng thoải mái là mức độ tối đa. Khi mà thoải mái thì bạn làm được gì nó cũng nhanh chóng được. Bây giờ nó la là chết là sao nhỉ? Ok, thì sau khi duy trì một tâm trạng thoải mái cùng một cái nick cao có sẵn trong tay thì các bạn sẽ bước vào quá trình điều kiện thứ ba, đó chính là lao vào và chém giết thôi. Sao người ta nói là trong hay không bằng tay quen, thì cứ thế mà làm mà lao mà chém là gì? Chém nhiều không có đâu thì chém. À chém ít không có đâu thì chém nhiều không có đâu. Ok, thì khi mà chém thì bạn cần lưu ý điều sau. Nhất là cái kỹ năng di chuyển. Mình thì thường không có kỹ năng di chuyển. Mặc dù mình biết kỹ năng di chuyển nhưng mà mình không di chuyển. Vì mình là người không biết di chuyển. Mình là người thích trong kiểu là lao và chém thôi. Đó như vậy đó. Đó, đó, đó. Quá đẹp trai vậy, nhầm nói nhầm đấy.
nhiều. Hai là bạn cần tâm trạng thoải mái và thư thái, chứ đừng nên bị như kiểu là bị trên tay người yêu mà vào chém như là xác định. Ok, và điều thứ ba chính là cầm diều và bà chém không? Quan tâm có thời gian để tập để thành pro đúng không? Ai thế thôi. Hiện tài cũng không thể nào mà nhanh mà pro ngay trong một hai ngày đầu. Nói chung là nó cần rất nhiều thời gian. Ok. Thì video hôm nay đến đây thôi, thì nếu các bạn thích thì bạn đừng quên like, share hay là comment ở bên dưới để ủng hộ nha. Thì nếu mà video này được tầm 10 cái like thì mình sẽ làm hướng dẫn tiếp theo về khi khác. Ok. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Ulti kill. Như là chân của Soloco này ngắn hơn chân của đáng ngồi đánh chết.